Ở kênh của mình nha, hôm nay mình tiếp tục có một số mặt hàng muốn giới thiệu tới anh em. Lời nói đầu tiên xin gửi tới anh em đó là cảm ơn anh em trong suốt khoảng thời gian qua đã mua hàng ủng hộ kênh của mình. Bên cạnh đó có những cái lời lẽ không hay của anh em cũng có bình luận trên YouTube của mình. Nhưng mà nói chung thì mình cũng không có thời gian nhiều để mà xem những cái bình luận đó. Anh em xem máy bên mình á đang bán ví dụ như cái giá cả nó hoặc là ngoại hình máy này kia kia nọ đó, hoặc là cái lô mình lấy về á, nhiều khi á, máy á, thì nó rẻ thì mình bán rẻ lên chút, nhiều khi máy nó mắc thì mình bán cũng lên một chút xíu gì đó để mà kiếm tiền xăng dầu lại thôi đó. Chứ anh em ví dụ như coi có thấy so sánh hay gì đó so với những kênh khác có cao hơn hay thấp hơn gì đó đó mà thì anh em coi để vui chơi giải trí thôi, cũng không có mà không phải cấm anh em đi nữa, mà anh em nói gì thì cái đó gọi là cái phép lịch sự tối thiểu đối với anh em là không có có đó, cái đó thì mình cũng nói luôn. Và ví dụ như anh em có mua bán gì đi, người ta lại trước cửa nhà anh em nó, anh em vô kênh của mình bình luận nó giống như vô trước cửa nhà mình này đó, lại trước cửa nhà anh em la làng này kia vậy đó, nó anh em bán này kia kia nọ vậy đó, vậy anh em có vui không? Nó đặt trường hợp ví dụ như anh em vào vị trí của mình như vậy đi nó, cho nên nói là anh em là nói chung là cho dù người lớn hay người nhỏ gì nói chung mình cũng phải có một cái phép lịch sự tối thiểu nhất định ha anh em. Rồi nói nhiều thôi, rồi bây giờ mình cũng vô vấn đề chính luôn. Hôm nay mình cũng có một số máy của ông anh ông gửi, một số máy thì cũng của mình. Rồi trước tiên vô cái máy đầu tiên đi, cái máy bùa bê tông đi. Mình thì pin này pin zin nó còn chạy nhưng mà mình cũng không dám bao cầm đâu. Ảnh gửi qua cho Bình là cũng mấy ngày rồi mới tới mình, nhưng mà pin thì mình thật sự là mình chưa có sạc lại luôn á, nói thật sự cái đó là có sao mình nói vậy. Thì đây máy khoan bê tông 24V nhanh chậm đó anh em, dặn cái này nha, đó cái này thì nó dặn cả dòng luôn. Tới đây đó anh em chở đây nhanh, đây đây chậm, đây khoan búa xuống đây, còn khoan thường lên đây đó. Cái này mũi gài nha anh em, mũi gài khoan bê tông máy Sinh-nô EZ6813 24V ha anh em. Rồi, anh em coi kỹ ngoại hình giùm mình nha. Máy nội địa thì mình cũng nhắc đi nhắc lại nhiều lần là bán là không có bảo hành nha anh em, vì đây là máy cũ đó. Mua mà ở trên YouTube thì mình test máy thì sống cho anh em là ok ha. Còn mua ngoài bãi thì người ta cũng không, chủ bãi không có bao cho mình sống chết gì đâu. Rồi đây tay cầm của nó đầy đủ nha anh em. Tay cầm này thì anh em dặn ra có thể thay đổi tùy theo ý thích của anh em muốn xây bao nhiêu xây nha. Rồi thôi để gì đi cho nó gọn. Rồi đầy đủ nha anh em. Này này bật ra, nhảy cái này ra, rút pin ra, cắm sạc vô đây. Rồi anh em xem ngoại hình kỹ giúp mình nha. Rồi test tính năng. Đây này mũi gài ha. Anh em đợi mình xíu mình lấy cái mũi gài. Mất thời gian của anh em nha, mình xin lỗi nha. Đúng ra cái này mình phải chuẩn bị trước. Đó, anh em đè thẳng vô. Nè, anh em đè thẳng vô khỏi cần đè cái này. Rút ra thì mình mới đè cái này nha anh em. Rồi,
Để mình test máy cho anh em xem. Đây. Test máy anh em xem nha. Rồi, ok. Test đây, điều tốc. Rồi, đảo chiều. Rồi chậm nha anh em. Bởi vì chạy theo buồn ngủ quá. Đây, nhanh đây. Đảo chiều. Này khoan búa nha anh em. Này khoan búa nè. Đó. Khoan thường nè. Rồi. Chuyển chế độ á, mình nãy hơi ẩu xíu. Chuyển chế độ á là mình chuyển rồi mình ha bấm cho nó chạy nha anh em. Máy dừng hoàn toàn á thì mình ha chuyển nha. Rồi, chuyển cho nó vô ngàm, vô chế độ đúng chế độ hết rồi, nghe cái cạch gì đó. Đó, thì anh em ha cho máy chạy nha. Rồi. Rồi. Mình bán đây là tính là thân máy. Pin này vẫn chạy nhưng mình tính là vỏ pin. Đây cục sạc zin của nó. Đây sạc zin của nó, họ không biết là ngoài bãi mình lấy về thì nó gì luôn. Tức là ở trong đây là nó hơi bị xém ở đây xíu nè. Như người ta sạc người ta quên hay gì đó. Nó hơi bị xém ở đây xíu nè. Nhưng mà vẫn sạc bình thường nha anh em. Đó. Rồi, vẫn sạc bình thường. Em test sạc luôn nha. Đó. Cắm vào thì đỏ chớp nha anh em. Con này nó hơi mất thời gian tí. Này, đỏ chớp tí nó tắt. Cái chùa ghim bữa nay nó không ăn. Đó này thấy đèn báo không? Rồi. Rồi chọn bộ này. Thời 8 phút. Có cây khoan bê tông không mà 8 phút. Quá lâu rồi mất thời gian quá anh em ơi. Rồi. Đây, toàn bộ này máy vỏ pin, máy khoan bê tông vỏ pin và sạc zin. Số 1 1,5 triệu nha anh em. Một triệu rưỡi số 1. Rồi. Số 2. Cưa máy pin sạc nó vậy, anh gửi bán em cũng không biết anh đóng pin trong đây là pin gì. Đó. Mà anh nói là dung lượng là 4.000 đó, cắt sạc năm nay nha anh em. Anh đóng cũng lạ lạ đó, sạc giấu trong này. Rồi vỏ pin này, vỏ pin mới đóng sáo xèo, máy pin sạc. Chỗ bên máy mà nó bị nứt ở đây hay gì nè. À, rồi. Anh em coi ngoại hình nha. Rồi. Lữ zin của nó còn luôn nha anh em. Mâm. Còn sáng. Đây. Cưa 3500 nha anh em. Rồi. Nói chung còn ok. Rồi. Cái này là còn mới luôn. Đó anh em thấy đó. Rồi. Test tính năng. Bấm chạy dần thôi, cái mở lưỡi còn nằm ở đây luôn. Nhấn đè này giữ lưỡi lại dặn nha anh em. Rồi nâng hạ lưỡi. Cái này không có nghiêng mâm. Rồi. Này, ok. Con này
máy pin sạc, sạc adapter 220, bảo hành pin, bảo hành pin nha anh em, 1 tháng. Có giá là 1,2 triệu nha anh em. Máy pin sạc 1,2 triệu nha anh em. Nên anh em về làm lặt vặt ở nhà, cưa gỗ, cưa cây thì ok. Tiếp theo cũng là máy pin sạc luôn. Con vít EZ7202 DC12W made in Japan luôn nha anh em. Hơi khó thấy rồi. Đây, mắt in ra băng nha anh em. Rồi, tem hai bên còn hết ha anh em. Motor trong mình thấy cũng còn được được đó. Lưới nè, lưới chặn bụi nè. Rồi, đầu này nó không có vàng khừ nhưng mà nó còn ok đó. Rồi, đầu không gơ, led. Đó. Đảo chiều thắng đều tóc đầy đủ, đèn led đầy đủ nha anh em. Rồi cái này là nhà mình chỉnh tốc độ trên đây nè, đó chậm nữa nè, đó nhanh đó, nhanh nhất là mức thứ 3 nha anh em. Rồi con này máy pin sạc có giá 1,4 triệu nha anh em, máy pin sạc adapter có giá 1,4 triệu. Tới còn cắt tia răng, cắt tia răng này, đây anh em xem cho mình nha, cắt tia răng Nati EZ3506. Đây ngoại hình nha anh em. Rồi đầy đủ. Răng này còn đẹp luôn, nhưng mà hơi rỉ vô đây xíu thôi, cái này ở ngoài chà xong là hết. Ok, răng này còn đẹp cho nên mình không có test cắt sắt đâu nha anh em. Cắt sắt dập hư răng hết. Rồi có anh em mua về sử dụng muốn cắt cái gì đó cắt, còn mình thì không có test cắt sắt đâu. Cắt sắt sạc nó nên mà cắt sắt thì nó bị dập găng hết, găng này cũng còn ok cho anh em. Anh em coi kỹ giùm mình nha. Cái này thân máy vỏ pin. Mình quên còn cái vỏ pin nữa. Okay. Đây. Thân máy vỏ pin. Ôi, còn chạy không? Ồ, còn chạy luôn. Rồi. Chính giữa là khóa cò. Cái này là nhả cò nha anh em. Cắt bị kẹt đó mình nhả cò. Rồi. Sát vô là nhả cò, còn chính giữa là khóa cò, trên này là cắt nha anh em. Cao trên này là cắt. Rồi. Máy này nặng 2,8 kg. Rồi. Báo đè vỏ pin này, báo pin luôn nha anh em. Rồi, đẹp luôn. Đồ mở lưỡi còn đây ha. Rồi. Số 4800. Thân máy vỏ pin báo pin. Thân máy vỏ pin có báo pin nha anh em. Anh em nào đóng pin thì liên hệ mình nha. Thân máy vỏ pin báo pin 800. Anh em nào đóng pin thì liên hệ mà. Số 5 là con mài Hitachi 1414. Đây, mài Hitachi 1414. Anh em mua máy cũ về thì
ví dụ như những con mà mình có thể kiểm tra được nè, nhiều như than nè, máy đây toàn bộ mình chưa vệ sinh nha anh em. Còn máy gửi thì cái của ảnh là chắc mấy cái mà đóng pin chắc ảnh có vệ sinh rồi. Máy đây toàn bộ mình chưa vệ sinh, anh em mua về thì muốn tốt cho máy thì gửi ra vệ sinh hoặc là kiểm tra than cộ gì đó, có gì cái mình thay. Rồi ok, đây đầy đủ nắp chặn đầy đủ rồi, 14.4 nha anh em, 14.4 máy thì chuyên 14.4, máy sản xuất 2013 nha anh em, tất nhiên là mắt in China nha, nên kiếm cái vỏ pin xém. Này máy mài cắt trên cao là tiện lợi cho những anh em, thích hợp cho mấy anh em làm quảng cáo hoặc làm việc trên cao đó. Xài lưỡi đá 100 nha anh em, xài lưỡi đá 100, nhưng mà ở đây có cái miếng mũ nè nè anh em, xài lưỡi đá 100 anh em gỡ cái miếng mũ này ra rồi lấy 100 vô đây, anh em xài lưỡi đá 120 thì gỡ cái nắp này ra, gắn cái miếng mũ này vô, nó có cái nòng cái diện này nè, gắn đá 120 vô. Nhưng mà mình nghĩ nên anh em đừng có gỡ cái nắp ra, sử dụng cho nó an toàn, xài đá 100 được rồi, nhưng mà miếng mũ thì mình để theo luôn ngoài bãi nó sao nguyên vậy ha. Rồi rồi, thân máy không nha anh em, nên là đóng pin này thì vỏ pin lô với mạch ghép sạc rồi gì đầy đủ, với máy pin sạc đó thì liên hệ mình, còn này mình bán thân máy không nha anh em. Số 5 mình bán 1.050.000, 1.050.000 nha anh em, thân máy 1.050.000. Ủa phải không, ủa 1.150.000 chứ lộn anh em ơi, cái này lỗ chết luôn. Rồi 1.150.000. Rồi thân máy 1.150.000 nha anh em, mình nói lộn, 1.150.000. Thân máy 14.4. Rồi. Tới con khoan bê tông. Nó khoan bê tông, nó khoan vẫn nổi đó. Mà mình xài thương máy thì mình khoan tường rồi gì thôi. Anh em nào làm điện ha, hay làm cái gì đó, bắt chanh bắt màng gì đó thì sử dụng con này ok, khỏi điện đốm gì chân á. Rồi đây 18V nên xem kỹ màn hình cho mình nha, tem mát còn ok nha, cũng là mũi khoan gài luôn nha anh em. Đó anh em xây cái nhấn vô rồi, để mình gắn cục pin 14V cho mình test, tại vì mình có không có pin 18V nữa. Rồi đèn này nha anh em, rồi cái này bấm thì chạy thôi, bấm thì chạy thôi, còn cái chế độ nhanh chậm này á thì mình có chuyển nó sao mà thấy nó cũng có tốc độ mà. Tại pin 14 sao mình cũng không biết nữa, đèn ok nè, báo dung lượng thì do này cục pin 14 nha, nó không đủ dung lượng cho nên nó không báo nha anh em. Rồi test thử, cái này khoan thường nha anh em, khoan búa nè, mạnh lắm nha anh em, cái này gắn với pin 14 thôi mà test nó vẫn mạnh vậy đó. Rồi ok, ấy da, là 1.050.000. Rồi. Cái này 1.050.000 nha anh em. Con số 6.
1.050.000 này, 1.050.000. Thân máy không nha anh em, 18V chứ không 44 nha. Made in China, xuất Nhật. Rồi ok. Đây còn thân máy Ryobi 1.4:4. 1.4 BD 1.4 06 nha anh em, con vít. Rồi, đầu không rơ nha anh em, đầu không rơ, có led 1.4:4 pin trượt li-ông. Rồi. Dòng này nói chung là khỏe. Em đi công trình thì lấy con này là khỏe. Rồi mình test nha. Đây. Đèn tóc đảo chiều. Đèn tóc đảo chiều thắng. Rồi. Máy hoàn toàn mình chưa vệ sinh nha anh em. Đó. Thân máy nha anh em, mình không có, mình đây mình đáng thân máy thôi. 550.000. Thân máy vít 1.4:4, pin li-ông trượt. Con số 7 550.000. Anh em nào muốn lấy cái vỏ pin, mình chỉ bán vỏ pin kèm theo với cái máy mình bán bên đây nha anh em. Đó, giờ mình bán thân máy 550.000 nè. Anh em nào muốn lấy vỏ pin này thì thêm 150.000 nữa nha. 150.000 nữa sẽ có cái vỏ pin này. Một hàng sale 1.4:4 li-ông. Đó, này là vỏ pin nha anh em. Mình bán vỏ pin nha, tất nhiên là không chạy. Rồi, thân máy không 550.000. Nếu như mua chung với cái máy này, muốn mua thêm cái vỏ pin thì 150.000 nha anh em, vỏ pin zin. Đây con số 8 là con khoan XU. Này 18V nha anh em, pin li-ion một hàng sale nằm đây nè. Đó, nội địa Úc. Đây led nằm đây. Báo dung lượng nằm đây. Rồi. Anh em xem ngoại hình, đầu kẹp 10 ly. Có tổng cộng 21 cấp trượt, một cấp khoan đây. Đều tốc thắng đảo chiều. Đây. Led cấp trượt nha anh em. Đây. Đây dạ. Nó thật sự là mình nhịn không nổi. Đó. Anh em không tin thì có thể thử. 18V. Rồi. Thân này là bán máy pin với sạc. Adapter 18V nha anh em. Đó. Máy không bảo hành, pin không bao cầm nha anh em. Rồi. Bên này pin zin của nó luôn. Ok. Con này là con số 8. 850k nha anh em. 850k. Rồi. Một máy một pin một sạc adapter sử dụng điện 2.2. Tiếp theo là một con xít. Dít xít Đài Loan. Ở đây là Made in China. Made in China, nhưng mà shit này shit của Đài Loan. Anh em chơi hàng nội địa thì anh em biết ha. Thân máy vỏ bên đây, sáng sủa ha anh em. Đầu không gơ, không kẹt. Rồi. Sáng sủa, vít 12V. Đó, thân máy vỏ bên nha anh em. Đây là vỏ bên nha. Cái vỏ bên thôi. Mà đầy đủ mấy cái ấy trong đó. Cái tiếp điểm thì trong đó đầy đủ ha. Rồi. Đây. Rồi test tính năng nha anh em. Đó, anh em nghe cái đó, anh em nghe cái hơi nó. Rồi, thắng đây. Điều tốc thắng đảo chiều đầy đủ nha anh em. Rồi. Thân máy vỏ pin 400k nha anh em. Anh em nào đóng pin thì liên hệ mình ha.
báo giá sao ha. Thân máy vỏ pin 400k, số 9400. Số 10, bu lông Hitachi 4.4 pin chọt. Đây anh em xem màn hình nha. Con này đặc biệt là mình đây mất cao su hết khúc này ha. À, nhưng mà không sao, cầm rất thoải mái bình thường. Vỏ pin này vỏ pin mới, đầy đủ phụ kiện trong đây ha. Rồi. Thân máy vỏ pin này là bu lông nha anh em, bu lông 1/2 nha. Đây. Thân máy vỏ pin, đây anh em có thể dắt mấy cái đầu vít hay là gì nè, dắt ngang đây. Rồi. Thân máy vỏ pin Hitachi 14.4 pin chọt ha. Dòng này dòng DMR 14DMR nha anh em. R14DMR. Mình không có biết made in Japan hay China, nhưng mà con này mình nghĩ là made in Japan. Thì chữ Nhật không mà không thấy chữ China trong này. Rồi. Cài lên test tính năng ha. Anh em 4.4 mình cũng chỉ có nguồn 12 thôi, cho nên kẹp bình ắc quy mình thử cho anh em ha. Đây. Đó. 12 mà chạy cả đó ha anh em. Rồi. Rồi. Rất êm. Dòng DMR anh em biết khỏe. Đó, anh em sửa xe mà có được con này trong tay thì ok. Nhanh gọn lẹ, khỏi dây nhợ, ống hơi hay điện hay gì đó. Rồi. Ok, 4.4 anh em nào đóng pin con này liên hệ mình nha. Anh em đóng pin con này liên hệ mình. Mình bán này thân máy vỏ pin ha. Thân máy vỏ pin 1 triệu nha anh em. Con số 10. 1 triệu. Thân máy vỏ pin bu lông 14.4 pin chọt nha. Anh em nào đóng pin liên hệ mình nha. Vỏ pin mới. À quên nói cái đầu. Đây. Cái đầu ở đây nha anh em. Nè. Đó, nhích nhẹ tí đó. Rồi, đây nè. Đó anh em thấy đó. Rồi, thực tế nó sao mình nói vậy. Thân máy vỏ pin 1 triệu. Con này cũng bu lông 1/2 luôn. Con này là bu lông 1/2 đúng không ạ? Cái này là vít bu lông RYOBI 14.4. Đây chỉnh nhanh chậm nằm đây. Đèn đây, báo dung lượng nằm đây ha. Rồi, anh em xem màn hình nha. Con này thì chốc cao su khúc này ha. Cũng như con kia vậy đó. Rồi. Ok. Nói mình cũng nói luôn, đây là mấy con này anh em sửa xe có trong tay thì sửa xe nhanh gọn lẹ thôi. Đó. Rồi. Than rời. Con này cũng than rời ha anh em. Hai con bu lông 14.4 hết. Rồi, quên nó cái đầu. Đây. Đây nè anh em, coi kỹ nha. Đó, cái đầu rơ nè. Cái đầu rơ nè anh em thấy không? Ừ, con này rơ hơi nhiều nha. Nó có sao nó vậy. Ok. Đăng cục pin vô. Ô, lộn. Xiaomi mà lấy Hitachi sao test được. Đây, pin một hàng sale đây. Đó, đảo chiều. Đó, thắng full tính năng ha. Đó nhanh chậm anh em mới chuyển qua nhanh nè, chậm nè, nhanh nè. Đó, rồi 4.4 nha anh em. Đó, đầu rơ nha. Hay là đầu này anh em nào về rành thì làm đầu lại ha. Đó, anh em nào rành thì làm đầu lại. Rồi. Đó, đây đèn báo dung lượng đây. Nè, full hết anh em. Đèn đây. Đâu rồi, đây sáng, đây tắt. Sáng tắt. Đó. Đây sáng, đây tắt. Sáng, tắt. Rồi. Sáng nè, tắt nè, nó ok ha anh em. Đầu này rơ anh em về làm bạc lại. Rồi xong. Con này bán thân máy nha anh em. Con số mấy à? Con số 11.
bán thân máy tính giá này cho anh em về làm đầu ha, không làm đầu để vẫn giữ nguyên sử dụng ok cũng không sao đó, nhưng mà anh em về làm đầu thì xài ngon hơn. Để giá này cho anh em về chờ đường cho anh em về làm ở đầu lại ha. Rồi 800k luôn đây đó, đầu rơ 800. Anh em nào lấy vỏ pin chung với cái máy này ha, vỏ pin nha, đây là vỏ pin một hàng xe 4.4 ly ông đó, vỏ pin nữa này, pin nó pin mình test máy, mình đã đóng lại pin mới rồi cho nên không bán được. Vỏ pin ha, rồi là 150. Nếu như mua máy đây, nếu như mua máy này kèm theo vỏ pin này liền luôn là 150. Còn anh em mua lẻ pin vỏ pin không mình không bán nha. Rồi xong thân máy 800, cho anh em nào thích lấy về làm đầu lại, còn không thích thì để nguyên sử dụng. Còn anh em nào có cục pin thì có một pin, còn anh em nào chưa có thì muốn mua thêm pin thì bán chung với cái này làm cục pin, vỏ pin là 150. Rồi ok, tiếp theo luôn là cái gì đây, tới mình có máy sạc nữa nè, có về thêm được máy sạc. Sạc lần này nó bãi nó cũng giảm giá cho nên là mình cũng bán giảm ha. Đây rồi, sống ok ha nè, tại mình không có benzin để mình test ha. Ok, sạc được 7.2 cho tới 14.4 nha anh em, 7.2 cho tới 14.4 pin chọt Makita đậu khía gì, nói chung là pin chọt Makita đó, anh em cứ chọt vô là nó sẽ nhận thôi. Rồi một con thứ hai, rồi sống ok hả anh em. Rồi con thứ hai, hai con này đồng giá nha anh em, mình sẽ lấy đại cho anh em chứ mình cũng không. Hai con này đồng giá 220.000 một con ha, 220.000 một con. Rồi đồng giá, duy nhất có một con điện, một ông anh ông gửi bán ha, có một ông anh khách ông gửi bán. Rồi đây, ủa anh em xem ngoại hình đi, mình test máy luôn. Đây con này con cưa bot nha anh em, 100W, nhớ 100W nha anh em, 900W, 50-60Hz tần số ha. Rồi đường kính đĩa là 160 nha anh em, lỗ trong nè, mình nghĩ này là lỗ trong nè, lỗ trong là phi 20 nha. Ok đây đây nè đó. Rồi lưỡi này là lưỡi cắt gỗ nha anh em, cắt gỗ lưỡi nguyên zin, nó sao mình để nguyên zin nha. Mâm đây, mâm nâng hạ nghiêng luôn ha. Ủa phải nghiêng không? Cái này không phải nghiêng nha. À nghiêng trên đây. Nâng hạ là ở đây ha anh em. Rồi đó. Nghiêng mâm là ở đây ha. Nghiêng mâm 45 ha. Rồi đó. Đó, nghiêng mâm 45. Rồi ok. Cái thước đây thì mất rồi. Rồi, con này mình test cho anh em xem nha. Cái này thì nó mất cái chuôi mẹ nó rồi. Mà anh em mua thì mình sẽ kiếm cái chuôi khác mình gắn vô cho anh em ha. Mày mất cái chuôi rồi. Đây. Không ăn điện. Nhớ là 100W nha anh em, 100W nha, cắm vô 220 là một cái xèo liền. Rồi
100 won. Lưỡi đá là 160. 160, cái lỗ trong là 20. Rồi, nhớ là 100 won giùm mình. Cái cắt này cắt gỗ là khỏe luôn, cái hơi mạnh quá. Đúng là đồ boss. Rồi, ok. Con này có giá, con này có giá là số mấy? 10, 11 hả? Sạc này mình khỏi để số nha anh em. Anh em nó mua sạc Makita là mình sẽ đưa ha. Số này tiếp theo đi, số 10, 11 tới 12. $670k nha anh em. 670k. Rồi. Rồi. Dây của nó mềm dẻo gì đâu mà bự nữa. Đồ Nhật xài khỏi chê. Rồi. Nói chung là hôm nay mình cũng có mấy món gửi tới anh em thôi, rồi anh em xem thôi giùm mình có cái nào ưng ý thì anh em alo đặt hàng mình ha. Đặt hàng mình thì có hình thức chuyển khoản hoặc là ship code. Ship code thì mình nói rồi đó. Anh em bây giờ ai mà đặt hàng bên mình thì dằn cọc thẻ cào vô cho mình, nếu như ship code 50.000 thôi. Nói chung là làm tin cho anh em có trách nhiệm với cái đơn hàng mình đã đặt. Anh em nếu như bình luận trên YouTube thì nói chung thì mình cũng không có thời gian nhiều. Mình khi nào mình rảnh rỗi thì mình có thời gian mình xem lại. Còn nếu như anh em mà muốn đặt hàng nếu như mà thì nhanh tay thì còn thôi, nói chung là vậy. Nhanh tay thì anh em nào nhanh tay trước đó, điện thoại alo cho mình đặt đặt hàng trước đó, thì chuyển khoản thì anh em chuyển khoản cho mình. Còn đặt cọc COD thì đặt cọc thẻ cào cho mình ha. Rồi anh em đặt hàng của mình thì xin anh em ví dụ như chuyển khoản thì hứa cho mình cái hẹn ha, ví dụ như hẹn sáng nay tôi đặt hoặc lát nữa tôi đặt hay gì đó thì ngày mai, trong ngày mai tôi sẽ chuyển khoản cho anh em. Còn nếu như trong ngày mai chuyển khoản không được thì anh em trả lời lại cho mình nha, đừng cho mình biết là anh em sang ngày mốt hay là sau đó, để mà mình còn biết con máy đó mình không có bị anh em ghim hàng lại, mình sẽ không bán được ha. Rồi COD cũng vậy, anh em nói chốt cho tôi nửa tiếng, một tiếng hay là bao nhiêu đó, đầu giờ chiều hay gì đó hoặc là tối gì đó, tôi sẽ dằn cọc cho anh em. Rồi sẽ khi nào anh em dằn cọc thì em mới gửi hàng ha. Rồi anh em chuyển khoản cũng vậy, anh em đặt hàng mình thì cho mình thời gian để mà chuẩn bị hàng nha. Anh em nào ví dụ như nói tôi đặt con bu lông này đóng pin cho tôi luôn thì anh em chốt con đó thì COD thì cọc cho mình, còn chuyển khoản thì chuyển khoản cho mình. Nó lúc đó là mình sẽ đóng pin rồi anh em cho mình sẽ hẹn anh em một cái thời gian nhất định để mà gửi hàng cho anh em ha. Đó thì anh em cứ điện đi rồi mình cho thời gian, ví dụ như mình đóng pin này nhiêu đó, một ngày, hai ngày, ba ngày gì đó, mình kẹt đóng pin nhiều quá thì mình hẹn anh em nhiêu đó, anh em ok á chấp nhận. Nếu như chuyển khoản thì anh em chuyển khoản, còn nếu như không COD thì anh em dằn cọc được thì anh em dằn cọc. Rồi đó, hai cách mua hàng của mình là vậy đó, COD thì dằn cọc thẻ cào dành cho mình, việc theo hoặc là mobi đó. Còn chuyển khoản thì anh em chuyển khoản nhưng mà cho mình cái hẹn nha đó. COD dằn cọc hay là chuyển khoản gì cũng phải cho mình cái hẹn nha, chứ để anh em ghim hàng mình để mấy ngày trời mình cũng không bán được cho ai, trong khi đó người ta rất là cần đó. Anh em nào thiệt sự cần thì alo cho mình chốt hàng xong rồi thực hiện ha. Rồi mình thì cũng hứa ví dụ như mình ban ngày mình đi làm, ban đêm về mình mới làm thêm mấy cái này, cho nên á là anh em đặt hàng á thì ví dụ như ban ngày đặt thì đêm về á, em mới đóng gói được, sáng hôm sau em mới giao hàng cho anh em được ha. Còn nếu như anh em đặt ban đêm á, tranh thủ mà còn sớm á, thì em có thể đặt hàng, em có thể đóng gói đó, nhận đơn hàng anh em đóng gói xong sáng em giao cho anh em hoặc trưa em giao cho anh em đó. Rồi anh em thông cảm chỗ đó ha, tại ban ngày mất đi làm công ty. Rồi cảm ơn anh em đã xem clip, nếu như thấy con nào hợp nhãn giá cả phải chăng gì đó thì anh em mua ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều ha, bye bye anh em.